Kính chào quý khán giả đang đến với chương trình tin tức Mekong được phát sóng trực tiếp hàng ngày trên kênh HGTV. Hôm nay thứ Bảy, ngày 13 tháng 4 năm 2019, chương trình có tin mới nóng sau đây. Kính thưa quý vị, nhiều ngày qua thì người dân nuôi cá lồng bè trên sông Rạng thuộc thôn 2, xã Long Sơn, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sâu náo ruột vì những con cá bớp đã nặng từ 3 đến 5 kg đột nhiên lăn ra chết hàng loạt. Và nguyên nhân vì sao xảy ra cảnh tượng đau buồn này cũng đã được xác định. Người dân nơi đây cho biết cá có hiện tượng bỏ ăn, nổi đầu, dạt dưới lồng và bắt đầu chết từ gần một tuần qua. Số lượng cá chết ước khoảng 40 tấn, tức là khoảng 10.000 con. Hộ có số cá chết ít nhất là 30% đàn, nhiều nhất là hơn 80% đàn. Kết quả phân tích cho thấy có sự hiện diện của ký sinh trùng quả dưa mật độ cao trên mẫu cá bệnh. Các cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân khiến cho cá chết có thể do thiếu oxy cục bộ. Ngoài ra, các nguyên nhân khác là do thời điểm giao mùa, nhiệt độ ban ngày cao, con nước kém, chải yếu. Cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khuyến cáo người nuôi nên thu hoạch cá, bổ sung vitamin C và khoáng chất nhằm tăng cường đề kháng cho cá. Thực tế cho thấy, những người nuôi dạn dày kinh nghiệm cũng phải lao đao chăm sóc cá thời nắng nóng. Nhiệt độ chuyển biến đột ngột là điều nguy hiểm cho cá. Nhưng cá nuôi lồng bè đã khó, còn những con cá được vớt từ dưới sông với nhiều chủng loại phong phú, qua bàn tay phù phép của chàng sinh viên ở miền Tây, thì nó trở nên sinh động và đẹp mắt. Giữa cái nắng như thiêu đốt đầu tháng 4, chúng tôi tìm đến căn nhà ở ngoại thành, nằm sâu trong con hẻm ngoằn ngoèo tại xã Nhân Đức, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, để được một sở thị phương pháp thuần hóa cá sông thành cá nước ngọt của chàng sinh viên trẻ tuổi. Nhìn những con cá hình dáng vừa lạ lẫm lại vừa thân quen. Khó khăn lớn nhất là khoảng thời gian chuyển đổi nguồn nước cho cá. Quy trình được thực hiện qua nhiều giai đoạn. Đầu tiên phải lấy nước từ khu vực cá sinh sống, sau đó trộn nước theo tỷ lệ 50% nước lợ hòa với 50% nước ngọt. Cùng lúc dùng lọc nước vi sinh để làm sạch nước. Theo thời gian, rút dần tỷ lệ nước lợ ra cho đến khi cá sống được hoàn toàn trong môi trường nước ngọt 100%. Quy trình này phải mất thời gian từ 2 cho đến 3 tháng để chuyển cá sang môi trường nước ngọt hoàn toàn. Anh Cường cho biết nguồn cá chủ lực trong trại hiện nay gồm cá hải long, cá ngựa nước ngọt, cua nhện, cá thòi lòi, cá bóng. Những loại cá này có giá dao động từ 3.000 đến hơn 100.000 đồng mỗi con tùy loại. Các loại cá cảnh này thường các dân chơi sinh vật cảnh ở Hà Nội, Đà Nẵng, Vinh rất ưa chuộng. Chàng thanh niên quê miền Tây này còn trồng các loại cây nước lợ, nước mặn, điển hình là cây đước. Sau đó ươm giống thành cây nước ngọt, cung cấp cho các hội đam mê sinh vật cảnh. Ngoài việc đang theo học ở một trường cao đẳng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, công việc nuôi cá cảnh hiện tại của anh Cường cũng đem đến nguồn thu nhập khá hấp dẫn, từ đó tạo thêm thu nhập cá nhân cũng như mở rộng đam mê chơi cá của mình. Biến cá đồng thành cá cảnh là điều không hề đơn giản, nhưng chàng sinh viên quê miền Tây đã tự tìm tòi là điều rất hay, thêm một sự lựa chọn mới cho người yêu cá cảnh. Thưa quý vị, như chúng tôi đã từng thông tin về cuộc phân chia vàng phải nói là rất hy hữu ở tỉnh Bình Định, 4 người tìm thấy vàng được chia gần 56 triệu đồng trong tổng số hơn 97 triệu đồng giá trị số vàng, phần còn lại thì nộp vào ngân sách nhà nước. Cuộc phân chia vàng từ trên trời rơi xuống đã kết thúc, nhưng hôm nay chúng tôi vẫn muốn trở lại câu chuyện này bởi những người nhặt được vàng đã có những hành động đẹp bất ngờ. Và mong quý vị cùng chờ đợi trong ít phút để cùng theo dõi vấn đề nóng của camera an ninh liên quan đến những thực phẩm mà chúng ta đang ăn hàng ngày. Thưa quý khán giả, tình trạng thực phẩm bẩn tràn lan có thể nói là đã và đang tiếp tục đe dọa đến tính mạng sức khỏe của người tiêu dùng. Người dân giờ đây luôn đứng trước sự ám ảnh mỗi khi lựa chọn thực phẩm các loại cho gia đình. Lo là bởi nguy cơ nhiễm quá chất độc hại tồn trong nhiều loại hàng hóa thiết yếu, không thể không mua. Thực trạng này đang ngày càng có xu hướng gia tăng với các thủ đoạn mánh khóe vô cùng tinh vi của các đối tượng. Để qua mặt lực lượng chức năng cũng như có được lợi nhuận khủng, nhiều gian thương đã bất chấp nhiều thủ đoạn. Mới đây nhất, người dân rúng động vì gần 2 tấn thực phẩm là nông sản ngâm hóa chất độc hại được lực lượng chức năng phát hiện tại 3 cơ sở sản xuất trên địa bàn quận 8 thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11 tháng 4. Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng có thu giữ 200kg chất tẩy trắng, 5kg hàng the, 100kg axit acetic. Đây đều là những hóa chất độc hại không được phép sử dụng. Thế nhưng chủ cơ sở này vẫn coi thường sự an toàn sức khỏe của người tiêu dùng,
Hãy hùng hơn khi chủ ba cơ sở khai nhận đã dùng nhiều hóa chất và đổ trực tiếp vào để làm trắng, đưa đi nhiều tỉnh thành tiêu thụ. Vào đầu năm 2019, đoàn công tác cũng đã phát hiện 3 thùng nhựa lớn đựng sách bò bốc mùi được ngâm trong nước trắng đục, bên cạnh một máy trộn bê tông loại nhỏ được cắm điện sẵn tại một cơ sở kinh doanh phụ phẩm bò tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với đó là hàng chục kg nội tạng bò được đựng trong các dụng cụ cấu bẩn. Kiểm tra tủ đông tiếp tục phát hiện số lượng lớn phổi, gan bò chảy dịch, bốc mùi hôi. Tổng khối lượng phụ phẩm sau khi thống kê là khoảng 1.200 kg. Đáng chú ý, cơ sở này đã hoạt động vài năm nay. Câu hỏi đặt ra là không biết bao nhiêu khối lượng phụ phẩm bò đã trót lọt tuôn tới tay người tiêu dùng hay các thực khách trong quán nhậu. Ngoài các mánh khóe để có được các loại thực phẩm ngoại hình bắt mắt, nhiều gian thương còn dùng thuốc tăng trưởng giúp giá đỗ tăng trưởng nhanh, rút ngắn thời gian ủ mầm được mua ở chợ. Mới đây, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Bến Tre đã phát hiện hơn 500 ống hút nhựa chứa thuốc tăng trưởng không rõ nguồn gốc xuất xứ tại một cơ sở sản xuất giá đỗ ở ấp Long Thành, xã Long Hòa, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Chủ cơ sở khai nhận dùng thuốc tăng trưởng để kích cho giá đỗ lớn nhanh, tăng trọng và mang đi tiêu thụ tại các chợ nông thôn. Có thể nói rằng, hiện nay thực trạng nông sản, thực phẩm bị ngâm tẩm, bảo quản bằng các loại hóa chất độc hại đang thực sự báo động. Vấn đề này gây rất nhiều hệ lụy cho xã hội, đặc biệt là sức khỏe và tính mạng của người tiêu dùng. Trong khi gian thương hưởng lợi thì người tiêu dùng hoang mang, không dám tin dùng các loại thực phẩm bày bán. Còn nhà nông, những người vất vả nuôi trồng thì khó bán sản phẩm, ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất, phát triển kinh tế, xã hội. Thưa quý vị, trong chương trình tin tức Mekong ngày hôm qua, chúng tôi đã đề cập đến việc một cô gái trẻ bị hư thận vĩnh viễn do uống thuốc giảm cân thần tốc không rõ nguồn gốc. Ngày hôm nay, Bệnh viện Bạch Mai vừa thông tin về sự việc một phụ nữ 25 tuổi tử vong do hút mỡ bụng. Tối ngày 5 tháng 4, một bệnh nhân 25 tuổi ở Phú Thọ đến bệnh viện Việt An Việt để hút mỡ bụng và tạo hình thành bụng mini. Sau khi bệnh nhân vừa được gây tê tủy sống để thực hiện thủ thuật, thì có biểu hiện bất thường, trụy mạch, ngừng thở. Bệnh viện An Việt đã cấp cứu ngay tại chỗ theo phác đồ sốc phản vệ. Rạng sáng ngày 6 tháng 4, bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện Bạch Mai để cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu do thiếu máu não, phù não nặng. Chiều ngày 10 tháng 4, bệnh nhân đã tử vong. Bước đầu nghi ngờ bệnh nhân tử vong do sốc phản vệ, Sở Y tế Hà Nội đã đình chỉ hoạt động phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ tại bệnh viện An Việt và yêu cầu bệnh viện thành lập hội đồng chuyên môn để đánh giá vụ việc. Một người phụ nữ vì muốn đẹp hơn đã phải nhận lấy bi kịch này là điều rất xót xa. Nhiều vụ việc liên quan đến việc giữ dáng sai cách đang gây ra nhiều hậu quả nặng nề, nhắc nhở cho em phụ nữ mình, đẹp thì ai cũng ham nhưng phải thận trọng, kẻo rước họa vào thân. Như chúng tôi đã từng thông tin về cục phân chia vàng phải nói là rất hy hữu ở tỉnh Bình Định. Sau một năm ra thông báo nhưng mà người giấu 3 cây vàng trong bao lúa tại một xưởng xay xác vẫn không lộ diện. Vì thế, vào ngày hôm qua, công an đã mời 4 người nhặt được số vàng này để làm thủ tục phân chia tài sản nhặt được theo quy định. 4 người tìm thấy vàng được chia gần 56 triệu đồng trong tổng số hơn 97 triệu đồng giá trị số vàng, phần còn lại nộp ngân sách nhà nước. Cuộc phân chia vàng từ trên trời rơi xuống đã kết thúc, nhưng hôm nay chúng tôi vẫn muốn trở lại câu chuyện này bởi những người nhặt được vàng đã có những hành động đẹp đến bất ngờ. Ngoại trừ ông Thắng, cả ba người làm công nhặt vàng đều có gia đình khó khăn nhưng họ không tham của người khác đánh rơi, dù giá trị khá lớn, mà thống nhất tìm người mất để trả lại. Chỉ có những người có tấm lòng nhân ái, sống đẹp mới hành động như thế. Hành động đẹp này càng được nhân lên khi mà ngày 12 tháng 4 vừa rồi, sau hơn một năm thông báo tìm người mất mà không tìm được, chính quyền xã Phước Hưng đã xử lý số vàng trong bao lúa theo luật định. Theo đó, 4 người tìm thấy vàng được chia sẻ gần 56 triệu đồng, trong tổng số hơn 97 triệu đồng giá trị số vàng. Ông Thắng xin không nhận phần của mình mà để cho ba người làm công có hoàn cảnh khó khăn hơn. Thật bất ngờ, bà Hằng và bà Thảo cũng bày tỏ hiến số tiền mình được chia để làm việc công đức, chia sẻ cho những người có mảnh đời kém may mắn hơn. Còn bà Hằng trải lòng rằng gia đình rất khó khăn, ba con nhỏ đang ăn học rất cần tiền để trang trải. Nhưng bà cho biết sẽ trích một phần tiền nhận được để gửi lên chùa làm công đức, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn. Hành động đẹp của chủ nhà máy xay xác và những người làm công chính là tấm gương người thật, việc thật về câu chuyện tử tế trong cuộc sống.
Và chúng tôi tin từ câu chuyện nhặt vàng trong bao lúa, xã hội sẽ có thêm nhiều câu chuyện đẹp đẽ như vậy. Sự chia sẻ lúc nào cũng mang đến nhiều niềm vui và sự thanh thản trong tâm hồn. Thưa quý vị, nhờ chịu khó tìm tòi và học hỏi nên từ mảnh đất ruộng Gò Cao khô cằn không có năng suất, một nông dân ở miền Tây đã chuyển đổi sang chăn nuôi trồng trọt, đó là nuôi heo rừng kết hợp trồng trọt. Đây là vật nuôi không mới, nhưng mà cái mà người nông dân này áp dụng kết hợp lại thì lạ mà hay. Xin giới thiệu cùng bà con ngay sau đây. Nuôi heo rừng không phải là chuyện mới, tuy nhiên cái hay của người nông dân này là ở việc kết hợp thêm trồng cây ăn trái. Bên cạnh chuồng trại đang nuôi 50 con heo nái, ông Hạnh lên liếp trồng bưởi da xanh và giống nhãn y đo. Phân heo được ông Hạnh đem ủ để bón cho cây trồng. Dưới gốc các loại bưởi và nhãn, ông Hạnh trồng thêm các loại rau muống, khoai lang, vừa để giữ ẩm cho cây, vừa lấy lá nuôi heo. Việc khép kín trong chăn nuôi như thế này bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế cho gia đình ông Hạnh. Bên cạnh đó còn giúp bảo vệ môi trường, không gây mùi hôi ảnh hưởng đến bà con xung quanh. Thì lúc đó là mình cũng chưa biết nó hơn thiệt, nhưng mà hiện bây giờ thì phân biệt ra là mới thấy là nó hơn ruộng rất nhiều. Heo hơi được bán với giá từ 80.000 đến 100.000 đồng một ký. Tuy nhiên mấu chốt quan trọng nhất là vấn đề tìm đầu ra cho sản phẩm. Bằng sự nhạy bén, ông Hạnh cùng với các con đã tìm được đầu ra ổn định cho đàn heo rừng đến giai đoạn xuất chuồng. Cách làm của ông Hạnh tuy không mới, nhưng với tư duy mới của người nông dân xứ Bưng Biền biết chuyển đổi cây trồng vật nuôi để làm giàu trên chính mảnh đất quê hương của mình. Đặc biệt là vừa đạt lợi ích của bản thân, vừa bảo vệ môi trường cho cả cộng đồng. Tìm ra một cách làm mới thì nông dân rất mừng vì cuộc sống sản xuất giờ vất vả lắm. Vậy mà ở nông thôn đang xảy ra vấn nạn phá hoại tài sản diễn ra âm ỉ, làm cho gia chủ điêu đứng. Theo đơn trình báo của ông Nguyễn Công Lợi, gia đình ông có 120 cây sầu riêng 20 năm tuổi, trồng sen trong rẫy cà phê rộng 2 hecta tại buôn Ea Chăm, xã Ea Tân, huyện Cô Rông Năng. Ngày 11 tháng 4, khi kiểm tra vườn, ông phát hiện 60 cây sầu riêng có hiện tượng cháy lá, cháy qua. Một số diện tích cà phê và mít thái cũng bị cháy lá và rụng lá. Vụ sầu riêng năm ngoái, gia đình ông thu hoạch được 30 tấn trái, thu về hơn 1 tỷ 700 triệu đồng. Năm nay, khi sầu riêng đang ra qua đậu trái thì xảy ra vụ việc này. Ông Lợi cũng cho rằng, nguyên nhân khiến cho vườn sầu riêng bị cháy lá, rụng qua là do lợi dụng gia đình ông đi vắng, kẻ gian đã lén bỏ thuốc diệt cỏ vào bồn chứa nước trong vườn. Nên khi ông lấy nước pha phân bón lá thì đã vô tình phun thuốc diệt cỏ lên cây. Bà con rất mong các ngành chức năng của tỉnh cần sớm điều tra làm rõ nguyên nhân và có biện pháp xử lý nghiêm để người dân yên tâm lao động sản xuất. Ghé thăm vườn trái cây Rạch Kè ở huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ trong một lần tình cờ. Và điều thú vị là được tìm hiểu và thưởng thức một số món ăn ẩm thực từ ốc. Trước khi bắt đầu thực hiện món ăn này, bà có thể tự tay bắt những con ốc sống tự nhiên quanh các con kênh rạch, nhiều nhất là ốc lát. Vì thế, bạn hãy thử một lần trải nghiệm bơi xuồng quanh các con rạch và bắt những con ốc theo sự hướng dẫn của người dân địa phương. Chỉ trong chốc lát, chắc chắn bạn sẽ có ngay thành quả và hãy bắt đầu cho việc chế biến. Ốc ngon nhất là nướng tiêu xanh. Để làm món ăn này, bạn phải rửa sạch nhiều lần, sau đó luộc sơ qua ốc rồi bắt đầu nướng. Đặc biệt, sự thành công của món ăn quyết định bởi nước sốt khi nướng. Nước sốt khi pha chế phải có đủ vị chua, cay, mặn, ngọt vừa đủ. Với cách biến tấu dân dã của người miền Tây, chắc chắn bạn sẽ không thể chê vào đâu được. Một phiên bản khác của ốc là món ốc hấp xả. Với món ăn này, cách chế biến sẽ đơn giản hơn nhưng cũng không kém phần hấp dẫn. Bạn chỉ cần rửa ốc cho thật sạch, sau đó cho vào nồi thêm một số gia vị vào cho đậm đà và chắc chắn không thể thiếu xả rồi. Cho nồi lên bếp đảo đều để gia vị và xả ngấm đều vào thịt ốc. Chờ trong chốc lát khoảng 10 phút, mở rắp ra chắc chắn món ăn đã chín và bạn sẽ không thể cưỡng lại độ hấp dẫn của món ăn. Hình ảnh không gian gần gũi cộng với tấm lòng hiếu khách của con người miền Tây sẽ khiến bạn thấy món ăn này ngon hơn bao giờ hết. Và chắc hẳn trong ký ức tuổi thơ mỗi người con miền Tây vẫn còn nhớ rất rõ về những ngày bị bỏm ngồi ra đồng bắt ốc mang về trong những bữa cơm quê.
Quý khán giả thân mến, chuyện đi taxi và vì lơ đễnh gấp mà bảo quên đồ trên xe có lẽ không phải là chuyện hiếm. Và hầu như trong mọi trường hợp, người để quên đều được vặt quàng về với chủ. Thế nhưng mới đây thì một câu chuyện, một nam thanh niên cũng vô tình để quên điện thoại trên xe. Nhưng mà khi nhắn tin lại cho anh tài xế thì lại nhận được cái kết khá là bất ngờ, khiến nhiều người nghe qua dở khóc dở cười. Một câu chuyện được tài khoản Facebook kể lại trên nhiều fanpage khiến cho người dùng mạng vừa buồn cười vừa thương cho nạn nhân. Cụ thể, theo lời người đăng bài, nam thanh niên để quên điện thoại trên taxi, liền vội vàng nhắn tin cho tài xế vừa chở mình để xin lại. Tài xế tỏ ra tốt bụng, hẹn địa điểm trả lại điện thoại. Nhưng khi thanh niên nọ theo chỉ dẫn đến nơi thì thấy đó là tiệm cầm đồ. Lúc này lái xe mới tâm sự rằng anh ta bí quá, mượn máy cầm tạm, dặn thanh niên chuộc lại, khi nào cần đi đâu thì hãy gọi để anh chạy để trừ nợ. Thế nhưng theo chúng ta nghĩ, có lẽ đây chỉ là chuyện bịa, vì chẳng lái xe nào cắt đường sống của mình như thế. Còn suy đoán theo cách hài hước thì có lẽ anh tài xế có lòng tốt đức quảng kia đang dùng nghệ thuật giữ khách mà thôi. Bên cạnh đó, nhiều dân lái xe chính cống cũng nhiệt tình bày tỏ ý kiến. Họ khẳng định bao lần khách quên tiền quên đồ trên xe là bấy nhiêu lần họ tìm cách trả lại chứ không tơ hào một đồng nào cả. Những trường hợp tham lam từng bị đưa lên mạng xã hội chỉ là vài con sâu mà thôi. Có câu, lòng tham con người là vô đáy. Tuy nhiên như các bác tài trên đã nói, chúng ta không thể đánh đồng tất cả mọi người, mọi sự việc lại với nhau. Cuộc sống vốn dĩ nhiều màu, bên cạnh nhiều tin tức sự việc tiêu cực mà chúng ta phải chứng kiến mỗi ngày, thì đâu đó vẫn có những câu chuyện đẹp đầy ý nghĩa, khiến cho bất cứ ai khi đọc, khi nghe đều bất giác nở nụ cười. Và vào ngày hôm nay, chuyện bên dòng Mekong xin kể đến quý khán giả một câu chuyện như thế. Dù đến từ một nơi khá xa của vùng châu thổ sông Hồng, nhưng mà tin chắc là đáng để chúng ta chia sẻ và cảm nhận, để thấy rằng niềm tin, niềm hạnh phúc đôi khi lại đến từ những hành động rất đổi bình thường. Tầm chiều muộn như mọi ngày, quán bún đậu trên con đường nhỏ ở Hải Dương này vẫn đông khách. Vẫn những âm thanh cười nói quen thuộc, vẫn những hương vị không lẫn vào đâu được của bún đậu mắm tôm. Nhưng hôm nay, nó còn mang một hương vị khác rất ngọt ngào và ấm áp, hương vị của tình người. Khi đang phục vụ thực khách trong quán, người chủ ngó ra thì thấy một ông cụ với chiếc xe đạp ve chai đổ nép nép cặp quán mình. Ông cứ ngập ngừng bên ngoài không dám vào. Thấy vậy, đôi chân như thúc giục vị chủ quán bước ra thật nhanh xem có giúp gì được cho ông không, thì nhận được câu hỏi khe khẽ từ ông. Con cho ông vào nhặt mấy cái vỏ chai nha. Hình ảnh ông cụ với khuôn mặt hốc hác phờ phạc trong bộ quần áo cũ kỹ, lem luốc khiến anh chủ quán không cầm được xúc động, liền bật ngay câu hỏi. Ông ơi, ông ăn gì chưa? Có lẽ cơn đói dồn nén bao ngày khiến cho ông không thể nói dối lòng, nên cái lắc đầu nhẹ nhẹ kèm câu trả lời lý nhí như thể sợ người ta nghe thấy. Ông chưa? Nắm thật chặt lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của ông, anh dẫn ông vào và mời ông mẹt bún. Đôi tay chai sạn, nhăn nheo, còn nhem nhuốc những vết bẩn, đón lấy mẹt bún anh trao. Nhìn ông ăn mà thấy thương làm sao? Một đời vất vả ngược xuôi mưu sinh trên chiếc xe đạp cũ, cọc cạch trong rủi qua từng con phố để nhặt nhạnh vỏ nhựa, lon bia hay những tấm giấy lộn cũ nát. Vậy đó, những thứ mà người ta bỏ đi lại là cái cho ông sống qua ngày. Ông tâm sự, hôm nào may mắn nhặt được nhiều thì đêm có thể ngủ ngon vì không đói bụng. Hôm không có thì đành ôm bụng rỗng mà đi ngủ. Tài sản của ông là chiếc xe đạp cà tàng, nhưng ông xem như báu vật. Nhờ có nó mà chân ông đỡ mỏi và số da chai cũng nằm ngoan hơn thay vì nhấp nhô trên tấm lưng gầy còm của vị chủ nhân ở cái tuổi gần đất xa trời. Chẳng nhớ ông đã đạp bao nhiêu dòng xe, đi qua bao nhiêu con đường,
nhưng người và xe cứ thế như hình với bóng. Ấy vậy mà ông có bi quan đâu. Ông rất hay cười, những nụ cười rạng rỡ. Không phải ông cười vì hôm nay được ăn ngon, được no lòng, mà chúng ta tin đó là nụ cười tin yêu vào cuộc sống, nụ cười của sự chấp nhận để phấn đấu với cái nghề lương thiện mình đang có. Khi mẹt bún sắp chơi hết, anh chủ quán sợ ông còn chưa no nên có nhã ý lấy cho ông thêm nữa, thì ông dội gạt thôi, chỉ nhận thêm cốc nước. Trước khi ra về, ông không quên nhặt các giỏ chai trong quán, cũng như xúc động nói lời cảm ơn. Và thế là ông lại tiếp tục với cuộc chiến mưu sinh. Dẫn cái lưng còm còm, lò dò trên yên xe siêu dẹo. Nhưng hôm nay, hẳn ông sẽ ngủ thật ngon với cái bụng ấm rồi. Quý khán giả thân mến, đôi khi đâu cần phải là điều gì to tát như trong câu chuyện mà chúng ta vừa kể. Chỉ là mời ông lão nhặt ve chai một bữa ăn no khi mà ông thập thò đứng bên ngoài xin vài chiếc chai nhựa cũng đủ khiến ai xem qua cũng cảm thấy ấm lòng. Hành động đẹp của anh chủ quán và khoảnh khắc hạnh phúc của lão ông bán ve chai hiện vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm, đồng cảm và chia sẻ. Bởi như theo cảm nhận của nhiều người, nó thực sự mang ý nghĩa ấm lòng người mời, no lòng người nhận và hẳn cũng đẹp mắt người xem. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tin tức Mekong ngày hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.